Xin chào các một phim, lại là T-Movie đây. Hôm nay sẽ đem đến cho các bạn một bộ phim vô cùng đặc sắc. Mở đầu video là cảnh một vị hòa thượng bị một tên trộm mặc áo đen tấn công. Tên trộm đến đây là để trộm một quyển sách có tên là Phổ Quyền Anh Thất Sát. Đây là một cuốn sách về võ thuật đã bị thất truyền nhiều năm nay. Thiếu Lâm Phương Văn nghe tin cuốn sách đã bị trộm liền cảm thấy vô cùng sốc. Tương truyền rằng cuốn sách này là sách cấm do Đạt Ma Tổ Sư tạo ra. Cuốn sách này bị ám bởi một sức mạnh ma thuật nào đó. Ma thuật này không ai có thể chống lại được. Chỉ có một thứ có thể giải hóa được nó, đó chính là ngũ hành quyền anh, nhưng đã sớm bị thất truyền rồi. Chỉ khi có ai đó có thể luyện thành công những kỹ năng ma thuật này thì không ai có thể trở thành đối thủ. Thiếu Lâm tự nhận sơ suất về mình vì đã làm mất quyền anh. Quyết định tự nhốt mình trong phòng coi như là một hình phạt. Mà những người đệ tử đang canh gác tại bảo tàng kinh điển Tây Tạng đã bỏ bê nhiệm vụ của mình cũng sẽ bị nhốt lại trong Tam Quốc 3 ngày. Và đệ tử Nhất Lang cũng là một trong số đó, mà bản chất con người của Nhất Lang là một người vui tươi, yêu tự do và sợ sự trói buộc. Mặc dù là một trong những đệ tử của Thiếu Lâm tự và có võ công cao cường nhất, nhưng lại là một đệ tử khá nghịch ngợm. Sau 3 ngày bị nhốt với 4 bức tường kín mít thì Nhất Lang cuối cùng cũng được thả ra. Sau khi ra ngoài, anh liền làm một nồi canh hầm và nói rằng cần phải bồi bổ thân thể. Thậm chí còn làm một vò rượu ngon. Hương thơm của rượu và thịt sớm đã bị Thiếu Lâm phát hiện. Trụ trì liền ra lệnh mau dọn hết mấy thứ linh tinh này lại. Đương nhiên trụ trì cũng là một người có tiếng nói ở đây. Sau đó Nhất Lang cũng không thoát khỏi sự trừng phạt. Hình phạt đó chính là tập viết sách kinh bằng cây bút nặng mấy chục cân. Chỉ cần sai sót một chút là phải viết lại từ đầu toàn bộ. Nhất Lang cứ viết lại bỏ đi rồi lại viết, viết mãi vẫn chưa viết xong một lần trọn vẹn. Và lúc này quyển sách Phổ Quyền Anh Thất Sát đã thất lạc đến chân núi. Chính là ở trong tay tên Lục Thanh của nhà họ Lục. Mặc dù tên Lục Thanh này là một tên trị lạc, nhưng lại là đồ đệ bên cạnh của Hứa Công và là một thiên tài võ học hiếm có. Với võ công của hắn ta cũng có thể trở thành đối thủ của chính sư phụ của mình. Võ công của hắn đã giỏi như thế mà lại có thêm ma thuật của cuốn sách nữa thì không gì có thể sánh nổi. Nghe nói rằng nếu như có bộ quyền anh ngũ hành thì có thể chống lại với thất sát. Nếu như có người học được ma thuật trong quyển sách này thì anh ta sẽ bị đánh bại. Người đàn ông kia liền nói quyền anh ngũ hành đã sớm bị thất truyền rồi, không cần phải sợ hãi. Trừ khi cuốn sách đó từ trên trời rơi xuống, chứ không một ai có thể tập luyện nó. Thế mà điều người đàn ông kia vừa nói lại ngay lập tức xảy ra trong đêm ngày hôm đó. Đột nhiên có một tia sáng từ trên trời đâm thẳng vào phòng trưng bày kinh sách ở Thiếu Lâm Tự. Cuốn quyền anh ngũ hành thực sự đã rơi từ trên trời rơi xuống. Đi kèm với cuốn sách quyền anh còn có 5 yêu tinh tóc đỏ, quần áo trắng. Mấy tiểu tử ở Thiếu Lâm Tự nhìn thấy 5 yêu tinh hồn bay phách lạc. Sử dụng sức mạnh ở lồng ngực tạo thành một hình bát quái. Thành công đưa 5 yêu tinh ngoan ngoãn xếp lại thành một hàng. Nhất Lang cầm một thanh gỗ lên định dạy cho bọn yêu tinh một bài học. 5 con yêu tinh kia hoảng sợ chạy toáng loạn hết lên. Nhất Lang dịch chuyển tủ sách ra thì đột nhiên tìm thấy quyển sách quyền anh ngũ hành đã bị thất lạc những năm qua. Lúc này Nhất Lang mới phát hiện cuốn sách này không thể mở ra. Trong quyển sách này được hóa tinh thành 5 vị tinh anh, đó là rồng, rắn, hổ, hạc, báo. Mặc dù thường ngày Nhất Lang không nghiêm túc tập luyện võ công, nhưng cũng đủ để nhận ra tầm quan trọng của quyền anh ngũ hành. Nên anh ấy lập tức quỳ gối xuống xin 5 vị tinh anh kia dạy mình quyền anh. 5 vị tinh anh biết rằng không thể chối từ Nhất Lang, liền đỡ anh ấy dạy mà nhận người đồ đệ này. Sau đó Nhất Lang kiên quyết luyện tập chăm chỉ trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau, trưởng môn võ thuật Thạch Thiên bất ngờ đến thăm. Lúc này mọi người mới biết đấu trường giang hồ đã bắt đầu rồi. Lục Thanh bên này cũng đang tập luyện chăm chỉ với thất sát quyền anh. Rất nhiều các cường sĩ đều phải chịu thua dưới tay anh ta. Lúc này Thạch Thiên nói rằng muốn Thiếu Lâm tự ra mặt, ngăn không cho Lục Thanh tiếp tục giết người nữa. Đối với một chuyện lớn như vậy, Nhất Lang vốn dĩ không hề đặt tâm vào, mà anh ấy chỉ thấy hứng thú với con gái của Thạch Thiên tên là Tiểu Phong. Những người còn lại đang nghĩ cách để có thể đối phó với Lục Thanh. Vậy mà Nhất Lang lại đưa Tiểu Phong đi tham quan bốn phương. Sau đó còn động tay động chân. Tiểu Phong vốn dĩ là con gái của trưởng môn võ thì đương nhiên võ thuật của cô cũng không tồi. Hai người đánh qua đánh lại. Nhất Lang sử dụng thuật của ngũ hành quyền anh để đối phó với Tiểu Phong. Đáng tiếc là lại bị Tiểu Phong khống chế lại. Sau khi đấu một trận với Tiểu Phong xong, dưới sự dạy dỗ của 5 tinh anh, Nhất Lang cuối cùng cũng nhận ra sai sót của mình. Ngày hôm sau, Nhất Lang với một phong thái vô cùng tự tin đi tìm Tiểu Phong để lấy lại danh dự ngày hôm qua. Tiểu Phong ban đầu không mấy quan tâm vì nghĩ anh ta không là đối thủ của mình. Thế nhưng Nhất Lang sau khi chăm chỉ học theo 5 vị tinh anh thì nay đã thành công chiến thắng Tiểu Phong. Tiểu Phong cảm thấy bị làm nhục vừa chạy vừa khóc. Chạy về đến nơi thì phát hiện cha của mình đã bị giết chết ở trong Thiếu Lâm Tự.
Rất nhanh sau đó thông tin Thạch Thiên bị giết hại đã truyền đến tai của trụ trì. Trụ trì sau đó lập tức đi đến để điều tra sự thật thật kỹ lưỡng. Sau đó liền phát hiện ở trên ngực của Thạch Thiên có in một bàn tay đẫm máu. Có thể đánh đến nỗi in cả bàn tay máu chỉ có thể là Kim Cương Huyết Trưởng. Cả Thiếu Lâm tự này lại chỉ có duy nhất một người biết Kim Cương Huyết Trưởng là Sư Thúc Tuệ Ngộ. Lúc này Sư Thúc Tuệ Ngộ rơi vào tình cảnh một cái miệng không cãi được trăm cái miệng. Sau đó bất lực phải chịu bị buộc tội giết người và bị giam trong ngục tối. Nửa đêm Tiểu Phong lẻn vào ngục tối để trả thù cho cha mình giết hại Tuệ Ngộ. Thế nhưng vừa ra tay được vài chiêu thì ngay lập tức đã bị Tuệ Ngộ khống chế lại. Lúc này trụ trì từ trong bóng tối xuất hiện. Vốn dĩ trụ trì đã sớm đoán được ra mọi chuyện. Sau đó liền giải thích với Tiêu Phong nói rằng cái gọi là bàn tay máu thực ra đó chính là một cạm bẫy, vì để đổ hết tội lên đầu Tuệ Ngộ. Bây giờ trong Thiếu Lâm tự đang gặp nguy hiểm, vì vậy trụ trì nói với Tuệ Ngộ đưa Tiểu Phong xuống núi. Sau khi hai người vừa rời đi thì trong chùa lại phát hiện một tiểu tử cũng bị giết hại bởi dấu tay máu. Thì Tuệ Ngộ người vừa mới rời đi lại trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ. Trụ trì ra lệnh đưa người đi bắt Tuệ Ngộ quay trở lại. Nhất Lang là một người rất thân với Tuệ Ngộ thì lại không hề tin rằng ông ấy là kẻ giết người. Vì để tìm ra sự thật, Nhất Lang xin được phép xuống núi. Nhưng với điều kiện là phải đánh thắng 18 vị La Hán. Nhất Lang vận dụng những điều mình đã học, thế nhưng 18 vị La Hán lại quá lợi hại. Nhất Lang vốn dĩ không phải đối thủ của họ. Nhưng may thay trụ trì đã nhượng bộ, vì vậy mà anh ấy mới có thể giành chiến thắng và đi xuống núi. Đúng lúc Tiểu Phong đi xuống núi thì lại gặp Lục Thanh. Tiểu Phong đối phó với hắn, nhìn cô ấy dường như không có chút sức lực nào để chống lại hắn ta. May sao Nhất Lang kịp thời xuất hiện, còn cười vào mặt Lục Thanh nói hắn không phải nam tử hán còn ra tay với phụ nữ. Không phải mấy ngày trước ngươi cũng vừa đấu tay đôi với cô ấy hay sao? Còn chế nhạo hắn ta nói rằng hắn ta không đủ tư cách để trở thành một người lãnh đạo võ thuật. Lục Thanh tức giận ngay lập tức tấn công Nhất Lang. Nhất Lang cũng không kém cạnh phản vệ lại. Hai bên đánh qua lại lẫn nhau không phân thắng bại. Trong lúc nguy cấp, Ngô Tuệ đã giả làm quản gia kịp thời ngăn Lục Thanh lại và nói rằng muốn trở thành người đứng đầu trong giới võ thuật thì phải lấy được lệnh bài lãnh đạo từ Thiếu Lâm tử. Lục Thanh nghe xong mới buông xuôi cơn giận, quyết định 7 ngày sau sẽ đến Thiếu Lâm tự lấy mệnh bài, sau đó tuyên bố hắn ta chính là người đứng đầu. Việc này chính là kế hoạch của Ngô Tuệ. Ông ấy chính là muốn Lục Thanh đi đến Thiếu Lâm tự, sau đó sẽ dễ dàng có thể hạ gục hắn ta. Thế nhưng sau khi trở về Thiếu Lâm tự thì lại bị trụ trì bắt lại, kết tội ông ấy với tội danh giết người, ăn trộm quyền anh với mục đích là giết trụ trì. Đổ hết các tội danh lên đầu Ngô Tuệ mà không cho anh ta một cơ hội giải thích. Vì vậy chỉ đành chấp nhận chịu tội. Trụ trì suy nghĩ một hồi quyết định sẽ thuận theo Lục Thanh, để Lục Thanh trở thành người lãnh đạo trong võ thuật. Nhất Lang không thể chịu đựng được sự vô lý này. Không thể để kẻ giết người kia lại trở thành người đứng đầu giữa hàng nghìn người. Vì vậy trụ trì liền đưa ra thử thách. Lục Thanh vừa ra tay thì Nhất Lang ngay lập tức sử dụng ngũ hành quyền anh, liên tục đưa ra các đòn khác nhau không cho Lục Thanh có thời gian phản ứng lại. Lục Thanh cảm thấy không thể đọ lại với tốc độ của Nhất Lang, chỉ biết né những đòn của Nhất Lang đưa ra. Căn bản là hắn ta không có cả cơ hội để ra đòn. Lúc này một tên thuộc hạ của Lục Thanh cũng tham gia vào đánh lại Nhất Lang. Lục Thanh nhân lúc này ra đòn của Thất Sát Quyền Anh để tấn công Nhất Lang. Cứ tưởng rằng sẽ đánh bại được Nhất Lang, thế nhưng lại bị Nhất Lang phản công lại. Lúc anh ấy chuẩn bị giáng một đòn quyết định vào đối phương thì trụ trì lại nói không được giết người ở trong chùa. Nhất Lang nghe xong liền nhường lại Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh lại nhân lúc này muốn kết liễu Nhất Lang. Lúc này Nhất Lang không thể chịu đựng được nữa, lập tức bỏ ngoài tai lời nói của trụ trì và quy tắc của chùa, ngay lập tức giáng đòn mạnh vào Lục Thanh. Nhất Lang biến tay thành hình rắn để đối phó với Thất Sát Quyền Anh. Sau đó liền hạ gục Lục Thanh bằng những cú đấm liên hồi. Vốn dĩ hạ gục những kẻ xấu là điều tốt, thế nhưng trụ trì lại phi xuống, đá bay người Nhất Lang ra để bảo vệ cho Lục Thanh, khóc lóc thảm thiết. Lúc này mọi người đều ngớ người ra tò mò về mối quan hệ giữa trụ trì và Lục Thanh thực sự là không bình thường. Hóa ra trụ trì lại chính là ông nội của Lục Thanh, cũng chính là người đứng đầu của họ Lục. 30 năm trước trụ trì đã bỏ lỡ vị trí người đứng đầu võ thuật. Năm đó có thể nói là ông có tài năng thiên bẩm đứng đầu bao người, nhưng lại vì còn quá trẻ nên không thể là người đứng đầu võ lâm. Vì để lấy lại vị trí của mình mà đã thay họ đổi tên để có thể vào Thiếu Lâm tự. Mặc dù trong 30 năm qua ông vẫn luôn là trụ trì, thế nhưng trong tâm ông thì vẫn mong muốn đứng ở vị trí là người đứng đầu võ lâm. Vì vậy đã lén trộm cuốn sách Thất Sát Quyền Anh đưa cho cháu trai của mình, với mong muốn rằng Lục Thanh có thể trở thành người đứng đầu võ lâm. Thế nhưng Lục Thanh lại chết mất rồi, vì vậy lúc này trụ trì như phát điên, xông vào tấn công những người khác. Nhất Lang liền xoay người trên không trung,
Mặc dù đã biết ngũ hành quyền anh nhưng đối với võ công cao cường của trụ trì thì Nhất Lang không thể chống cự. Nhìn thấy Nhất Lang sắp bị đánh gục, năm tinh anh không thể ngồi yên. Lần lượt xuất hiện giúp Nhất Lang khống chế được trụ trì. Nhất Lang lập tức ra đòn quyết định hạ gục được trụ trì. Trụ trì đã mất 30 năm để đi tìm lại vị trí của mình thế nhưng lại nhận là một kết quả đau thương. Bộ phim với sự tham gia của Thành Long đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu thời ấy, là một trong những tác phẩm mang lại danh tiếng cho Thành Long. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi.